đường lên đỉnh Phan Xi Păng. Đẹp thế. Mới chưa? Tàu đấy à? Ôi trời. Hỏi lên đây. Lâu vấn đề. Tưởng Phật trên đỉnh Phan Xi Păng. Quang Mục Thiên Vương. Quang Mục Thiên Vương. Đây này, đây không, cái này.
Tăng Trường Thiên Vương. Đài tượng Phật là người. Kìa, đi chụp ảnh kìa. Xếp thiện đi rồi gọi chụp ảnh. À. Anh thấy hình được không? Chưa chưa cô. Việt Nam như vậy ông ơi. Cho anh chú. Rồi đấy. Vào trong hầm. Nhân vào trong hầm tượng này à? Trong đây có cái gì không? Anh đứng đó đi. Hầm để chỗ không bàn xéo. Thờ đứng đây rất đẹp. Sao họ có thể mang cái tượng này lên đây nhỉ? To như này. Ừ. Bảo mang tượng này đi nó thấy khổ rồi, cái này gấp bao nhiêu nữa? Đúng rồi. Còn cao hơn bao nhiêu? Chung là cái đầu tư vào đây khủng khiếp. Đi ra này ông bà mình chụp đạt chụp kiểu nào? 1, 2, 3. Đài nước kia. Tàu điện.